Làm lại từ đầu là thôi, bây giờ bình tĩnh. Bác đầu tiên làm cho em bài nốt đen nào. Thế nào là nốt đen bác? Thế nào là nốt đen? Nốt đen là một phát, một bạn vừa một xuống và một lên. Đó, bác đập chân cho em xem thế nào là một xuống một lên. Bắt đầu này. Đây là không tính này. Xuống này, lên, xuống, làm được một nốt đen. Ok, thì bây giờ bác chơi cho em một nốt đen nào, đánh cho em một nốt mì đen nào. Đúng rồi, hỏi lại nào. Rồi ok, bây giờ trả em bài tập nốt đen nào. Giờ đánh nhanh được không? Đoạn sau hơi hỏng mất một tí. Thôi dừng. Được, ở tuổi bác đánh được đấy, tốc độ đấy là được 8 điểm rồi. Nào bây giờ hiểu bài nốt đen thì có đánh được bài nốt đơn không? Đơn là 1 phần 2 đen, tức là 2 đơn thì bằng 1 đen. Thế nào là một nốt đơn? Một nốt đơn là một xuống là một nốt đơn. Một lên là một nốt đơn, thế là hai nốt. Nốt đơn bằng từ đâu đến đâu ạ? Nếu về đập chân là bằng từ đâu đến đâu? Bằng từ một quá trình xuống hoặc lên. Đúng rồi, bắt đầu. Nó bằng từ đập xuống bằng cho đến hất lên. Và đến hất lên là... Đúng rồi, và... ok. Nào. Đúng rồi, ok, nhanh được không? Nhanh tay không kịp chân, chậm lại nào, chậm lại trong tầm kiểm soát nào. Sai nút ở tay. Rồi ok. Thế bây giờ đến bài đảo phách thì sao? Thế nào là bài đảo phách? Đảo phách là với lại cái nhịp mình đánh ban đầu là thoát ngược lại, tức là bây giờ chỉ đánh và hất chân lên. Đập xuống thì mình đánh. Đập xuống lên. Không đánh. Không, bây giờ ngược lại là đập xuống là không đánh và hất lên mới được đánh. Đúng rồi, và nó ngân từ hất chân này đến hất chân khác. Kia. Ok, bắt đầu. Mạnh tay phải lên, đấy, đập xuống lại chơi rồi, thôi, đánh thật chậm và mạnh tay phải lên, 2, 3, đập, đập xuống không chơi, 2, 3, đập, đập xuống không chơi nhá. Đập chơi, mì, đây. Đập, pha, đập, đấy, đập xuống lại chơi rồi. Đập, mì, đập, pha, chậm thôi. Đập mì, đập pha, đập son, đập... Ấy, đập xuống lại nhả ra rồi thế. Đập xuống không chơi. Bắt đầu. Đấy, sai rồi. Bài này rất khó, nếu mà hiểu nhầm nó thì không đánh được đâu. Đập nào. Đấy, đập xuống không chơi mà. Đập mì, đập pha, đập son, đập la. Ấy, đến la rồi. Thế nào, lại từ đầu nào. Đập mì, đấy, chậm thôi, mình đang tập điều khiển nó chứ tại sao để nó điều khiển mình. Đập mì, đập pha, đập son, đập la, đập. Bài này tất cả 5 bài tập nhịp ấy, nếu từ bài nốt đen nốt đơn không vững thì những bài sau sẽ rất khó nha. Mà tất cả các bài hát về sau bác gặp ấy là đều trong 5 cái bài tập nhịp mà hết. Em sẽ cố gắng tập lại và đếm. Bây giờ chúng rồi, ok, chúng ta làm lại bài đảo phách một lần nữa nào. Vâng. Đập
mì, đập, pha, đập, son, đập. Đừng nhả ra, nốt son này vẫn giữ mà. Vẫn phải giữ mà. Đập, la, đập, si, si, si. Ê, sai nốt. Đập, đô, đập, rê, đập, mi, đập, pha, đập, son, đập, la, 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 đập, si, đập, đô, đập, rê, đập, mi, đập, pha, đập, son, đập, la, à, cái pha. Bác dựng cái ngón tay vuông lên, bấm bằng đầu ngón tay. Đây chính là khiến cái bài bối rối. Nếu này rất là chuối ở cái này ra vào đầu này. Vâng. Nó đau cả sang bên đây. Lúc này thì nó còn hơi đau, nghĩa là chắc là phải hết một tháng nữa thì nó mới dần tới. Thật được rồi. Nhưng trước khi tập mình khởi động các khớp một tí nha. Phải khởi động khớp này. Vâng.